Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh là TK Bonsai cũng đến nhà vườn của Mai Xuân Lê và cũng review một số cây kiểng bonsai nha bà con. Rồi, chào Mai Xuân Lê, Mai Xuân Lê ơi. Dạ, em chào anh Quốc, em chào quý cô chú anh chị em mình nha. Thì hôm nay em có một số mặt hàng bonsai đa chủng loại để giới thiệu đến quý cô chú anh chị. Thì em cũng xin giới thiệu, em là Mai Xuân Lê và địa chỉ vườn nhà em là ở ấp An Thạnh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Số điện thoại liên hệ với em là 0356731116 ạ. Thì mở đầu video clip ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đây là một cây ổi tàu siêu trái ha. Cây có dáng là dáng bay ha và đang cho trái đầy cây luôn. Rất là nhiều trên cây luôn nha quý cô chú anh chị. Cây thuần chậu, phơm tàn xé bánh sẵn hết rồi. Ổi này mình vừa chơi bonsai mình vừa ăn trái được luôn ha. Rồi, em xin phép em đo kích thước ha. Chiều cao của cây này là 48 ạ. Tán ngang của nó là 77. Trái quá chừng. Nó xiên trái lắm. Rồi, em xin phép em đo hoành ha. Hoành của nó là 25 ạ. Ủa lộn, em đâu rồi. Thì mã số 1A em xin giao lưu với giá là 1 triệu 8 em bao ship cả chậu ạ. Giá 1 triệu 8 nha quý cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã. Nó có bị 2A. Lũa đây ha. Tét dạ, mà có lũa. Vết cái này là cái thẹo á. Cái thẹo hồi lúc mà xử lý cái cây thôi. Dạ. Rồi, em xin giới thiệu đến cây mã 2A ạ. Mã 2A thì em xin giới thiệu đây là một cây sam núi trái dáng thác đổ ha. Cây thì tốt cành rất là già và cây hầu như là liền sẹo hết rồi. Phơm tàn xé bánh. Cây thuần chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Rễ nơm ha. Không có sẹo luôn ạ. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ. Chiều cao từ mặt chậu lên là 31. Tán đổ là 76. Tán ngang của nó là 47 ạ. Phong tàn đẹp ghê. Mịn tàn nha. Đổ rất là đẹp. Rồi, em xin phép em đo hoành ạ. Hoành của nó là 12 ạ. Thì mã 2A em xin giao lưu với giá là 5 triệu 2 ha. 5 triệu 2 em bao ship. Em nghiêng nghiêng cái dàn xương cái. Rồi, đó được rồi. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 3A ạ. Để ghế xin qua. Mã 3A thì em xin giới thiệu đây là một cây hoa giấy ha. Hoa giấy, cẩm thạch và hoa màu đỏ nha quý cô chú anh chị. Phơm tàn thì rất là đầy rồi ha. Và cái củ thì rất là quái. Củ quái ha. Cây này sửa theo dáng bonsai. Thuần chậu luôn. Rồi em xin phép em đo kích thước. Chiều cao của nó là 68. Tán ngang của nó là 81. Rồi em đo hoành ha.
hoành thân của nó là 21. Còn cái hoành cũ của nó là 46. Cây này em xin giao lưu với giá là 2 triệu 8 nha quý cô chú anh chị. 2 triệu 8 em bao ship cả chậu ạ. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 3A. 4A. Mã 4A thì em xin giới thiệu đây là một cây nguyệt quế ha. Nguyệt quế lá sắn hoa chùm. Cây già ha, phơm tàn mịn rồi cây thân chậu ạ. Cây dáng lùng. Rồi em xin phép đo kích thước. Hoành thân của nó là 34 ạ. Chiều cao của nó là 56. Và tán ngang của nó là 54. Cây mã 4A em xin giao lưu với giá là 1 triệu 2 em bao ship cả chậu ạ. 1 triệu 2 nha. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 5A. Quay đi, quay. Mã 5A thì em xin giới thiệu đây là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm ha. Cây phơm tàn đã mịn rồi. Đường thân co lắc, cốt cành già, thần chậu ha. Phơm tàn mịn kín cây và đang cho hoa đầy cây luôn. Rồi em xin phép em đo kích thước ha. Cao. Chiều cao của nó là 54 ạ. Tán ngang của nó là 78. Cái đường thân quái. Rồi em đo hoành cũ. Hoành thân của nó là 30 ạ. Thì cây này mã 5A em xin giao lưu với giá là 1 triệu 8 ạ. 1 triệu 8 em bao ship cả chậu. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 6A. Mã 6A thì em xin giới thiệu đây là một cây ở tàu siêu trái ha. Cây có dáng trực ha. Mà nó lắc cây tạo tác nè coi nè, lắc rồi ngóc đầu lên nhìn rất là đẹp. Bộ đế thì nó cũng có rễ bỏ cọng ha, phơm tàn mịn và đang chuẩn bị ra hoa ha. Phơm tàn mịn kín cây hết rồi, thần chậu luôn, gọn cây luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép em đo kích thước. Chiều cao của nó là 46. Tán ngang của nó là 62. Rồi em xin phép em đo hoành. Hoành thân của nó là 15 ạ. Thì cây mã 6A em xin giao lưu với giá là 1 triệu rưỡi ạ. 1 triệu rưỡi nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 7A. Cây của mình là bao gồm chậu luôn ha. Cả chậu và bao ship luôn ạ. Rồi mã 7A thì cũng là một cây ổi tàu ha. Nếu mà quý cô chú anh chị mua một cặp thì em để giá hữu nghị cho ạ. Phơm tàn cũng mịn. Dáng văn nhân ạ. Đường thân lắc ha. Đang cho trái trên cây luôn. Rồi em xin phép đo kích thước. Cây đang cho hoa luôn nha quý cô chú anh chị, đang lên nụ hoa đầy cây hết. Chiều cao của nó là 44. Tán ngang của nó là 50. Dạ. Rồi hoành thân. Hoành thân của nó là 16. Cây mã 7A em xin giao lưu với giá là 1 triệu 2 ạ. 1 triệu 2 nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 8A ạ.
Mã 8A em xin giới thiệu đây là cũng là một cây ổi tàu siêu trái ha. Phơm tàn mịn kín cây và đường thân co lắc. Cây này rất là già rồi nha quý cô chú anh chị và thuần chậu. Quá đẹp luôn. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ. Chiều cao của nó là 46 ạ. Tán ngang của nó là 68. Hoành thân của nó là 19 ạ. Cây 8A em xin giao lưu với giá là 2,5 triệu ạ. 8A giá 2,5 triệu bao ship ạ. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 9A. Mã 9A thì em xin giới thiệu đây là một cây mai chú khỉ mini ha. Mini để bàn. Cây đã thuần chậu và rất là già luôn rồi. Mọi người có thể xem cái phơm tàn của nó, kính cây ha. Cốt cành cũng già, đang cho hoa trên cây luôn. Loại này loại già chứ không phải hàng non nha quý cô chú anh chị. Cây này em nuôi đã 20 mấy rồi. Rồi em xin phép ra kích thước. Quên, chiều cao trước. Chiều cao của nó là 24 ạ. Tán ngang của nó là 37. Rồi em xin phép đo hoành. Hoành của nó là 18 ạ. Mã số 9A em xin giao lưu với giá là 800 ngàn ạ. 800 ngàn bao ship. Rồi em xin giới thiệu đến cây mã số 10A. Em xin giới thiệu đây là một cây linh sam ha. Linh sam hoa trắng phớt hồng. Cái này là cây hai màu luôn chứ không phải trắng phớt hồng không nha, có màu tím nữa. Phơm tàn mịn và già thần chậu luôn. Cây hai thân nha quý cô chú anh chị, song thân. Rồi, em xin phép em đo kích thước. Chiều cao của nó là 36. Tán ngang của nó là 69. Rồi, em xin phép em đo hoành. Cây này hoành to ha. Hoành của nó là 29 ạ. Cây mã 10A em xin giao lưu với giá là 1,5 triệu ạ. Mã 10A giá 1,5 triệu bao ship ạ. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 11A. Mã 11A thì em xin giới thiệu đây là một cây sam hương Đài Loan ha. Cây đường thân co lắc 3D ha, phơm tàn mịn, cây thuần chậu. Lá cũng rất là thơm luôn. Lắc đây nè. Rễ cũng đẹp nữa ha. Rồi em xin phép em đo kích thước. Chiều cao của nó là 39. Tán ngang của nó là 42. Em xin phép đo hoành ha. Hoành thân của nó là 20 ạ. Cây mã số 11A em xin giao lưu với giá là 1,8 triệu ạ. 1,8 triệu em bao ship. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 12A ạ. Mã 12A thì em xin giới thiệu đây là một cây sam hương Đài Loan ha. Cũng đường thân co lắc, cây thuần chậu luôn ạ, phơm tàn mịn. Rồi em xin phép em đo kích thước ha. Chiều cao của nó là 45. Tán ngang của nó là 48. Mã số 12A em xin giao lưu với giá là 1,8 triệu ạ.
1,8 triệu luôn ha, em bao ship cả chậu. Hoành của nó là 17 ạ. Mã 12 giá 1,8 triệu. Rồi, tiếp theo em xin. Rồi, tiếp theo thì cây mã số 13A là một cây ổi tàu siêu trái ha. Dáng bay luôn ạ. Cái này giống nhấn quyền ha quý chú anh chị, và đường thân co lắc. Phơm tàn ổi của em là nó kín cây hết luôn nha quý cô chú anh chị. Và đang cho hoa đầy cây luôn. Cho hoa cho trái luôn ạ. Cây đã thuần chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Cốt cành già. Rồi. Em xin phép đo kích thước ạ. Chiều cao của nó là 45. Tán ngang của nó là 64. Co lắc đẹp quá, lắc từ gốc đến ngọn luôn ha. Rồi em xin phép em đo thân ạ. Hoành thân của nó là 16. Thì cây mã 13A này em xin Zalo với giá là 1,9 triệu nha. 1,9 triệu em bao ship cả chậu ạ, mã 13A. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 14A ạ. Mã 14A thì em xin giới thiệu đây là một cây sam núi trái ha, dáng thác đổ. Phơm tàn cũng mịn và ôm đổ vòng quanh cây ha, đổ vòng chậu chứ. Cây không có sẹo luôn nha quý cô chú anh chị. Cây hầu như là liền sẹo. Phơm tàn mịn kín cây hết. Thuần chậu luôn. Cây đang cho trái trên cây luôn nha quý cô chú anh chị. Già lắm. Sam núi trái, mã 14A. Rồi em xin phép em đo kích thước ha. Chiều cao từ mặt chậu lên đến ngọn của nó là 37 ạ. Cái tán đổ của nó dài là 68. Tán ngang của nó là 60 ạ. Rồi em xin phép em đo hoành ha. Hoành thân của nó là 13. Thì cây sam núi mã 14A này em xin Zalo với giá là 4,9 triệu nha. 4,9 triệu em bao ship ạ. Mã số 14A giá 4,9 triệu ạ. Giá 4,9 triệu nha anh Nguyễn Quốc Việt, bao ship. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 15A. Mã 15A thì em xin giới thiệu đây là một cây khế ha, khế Nhật, hàng mini để bàn. Và cái đường thân co lắc rất là viên cây luôn, gọn dễ thương lắm. Cây thần chậu luôn nha quý cô chú anh chị, phơm tàn mịn. Rồi em xin phép em đo kích thước ạ. Chiều cao của nó là 28. Tán ngang của nó là 25. Rồi em xin phép em đo hoành thân. Hoành thân của nó là 14 ạ. Mã 15A em xin Zalo với giá là 900 ngàn ạ. 900 ngàn em bao ship cả chậu ạ. 900 ngàn mã 15A. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 16A. Mã 16A thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam siêu hoa ha. Đường thân co lắc coi nè.
thấy cưng ghê. Rất là gắt luôn nha quý cô chú anh chị. Và cây thuần chậu linh sam siêu hoa. Đây, phong tàn đi, mịn hết ha. Rồi, em xin phép em đo kích thước ạ. Chiều cao của nó là 22. Tán ngang của nó là 42 ạ. Cái này nó quạnh cục đẹp ghê. Rồi, em xin phép em đo quạnh ha. Quành thân của nó là 15. Cây mã 16A thì em xin Zalo với giá là 1.200.000 em bao ship cả chậu ạ. 1.200.000 nha. Bao ship cả chậu mã 16A. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 17A. Mã 17A thì em xin giới thiệu đây là một cây hồng ngọc mai mini ha. Bộ rễ quái ha. Phơm tàn cũng mịn rồi, đang cho hoa trên cây đầy hết và cây thuần chậu. Cây này nếu mà mình phối vô tiểu cảnh thì rất là đẹp luôn ạ. Tại vì nó có bộ rễ rất là quái, già nữa. Rồi em xin phép đo kích thước. Chiều cao của nó là 21 ạ. Cái tán ngang của nó là 27. Cái bộ rễ của nó là 21. Cây mã 17A em xin Zalo với giá là 1.200.000 ạ. Mã 17A ha. Giá 1.200.000. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 18A. Mã 18A em xin giới thiệu đây là một cây mai chứa thủy lá trung hàng mini ạ. Cây thuần chậu để bàn luôn. Mã 18A. Đây. Phơm tàn rất là già ha. Kính cây hết thuần chậu. Đây, sửa từng chi ha. Chi tiết lắm, sửa chi tiết. Rồi, em xin phép em đo kích thước cây này ạ. Chiều cao của nó là 25. Tán ngang của nó là 37 ạ. Mini nhưng mà gốc nó cũng to nha quý cô chú anh chị, chứ không có nhỏ đâu. Để em đo hoành cho. Hoành của nó là 19 ạ. Mã 18A em xin Zalo với giá là 800.000 ạ. 800.000 nha. Mã 18A. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 19A. Mã 19A thì em xin giới thiệu đây là một cây ổi tàu ha. Ổi tàu, đường thân co lắc. Dáng bay nha quý cô chú anh chị. Dáng bay và cây đang cho trái trên cây luôn ha. Hàng gọn cây mini ạ. Vừa tầm để bàn chơi luôn ạ. Phơm tàn mịn hết rồi. Đây. Nó đang nó lú gì ra vậy là nó lên đọt bông á. Lại chuẩn bị ra trái nữa. Đang có trái ha. Dạ. Rồi em xin phép em đo kích thước. Chiều cao từ mặt chậu lên á là 23 ạ. Tán ngang của nó là 55. Cái tán bay ra là 55. Rồi em xin phép em đo hoành ha. Hoành thân của nó là 14 ạ. Cây mã 19A này em xin Zalo với giá là 1.200.000 nha. 19A giá 1.200.000 bao ship cả chậu ạ. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 20A. Ở
Mã 20A thì em xin giới thiệu là một cây ổi tàu luôn nha. Cây này thì dáng trực, lắc dịu ha, và phơm tàn già, rất là già rồi, nổi nu luôn, nổi nu cục cục luôn ha, thuần chậu. Và đang cho trái trên cây rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Nói chung là cây già lắm ạ. Trái rất là nhiều, sai trái lắm. Đế thì bỏ cọng ha, rõ nét luôn. Rồi em xin phép em đo kích thước ạ. Quên. Chiều cao của nó là 49. Tán ngang của nó là 69 ạ. Rồi em xin phép em đo hoành ha. Hoành thân của nó là 20 ạ. Thì cái ổi tàu này mã số 20A em xin giao lưu với giá là 2 triệu bao ship cả chậu ạ. 2 triệu bao ship cả chậu, mã số 20A. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 21A. Mã 21A thì xin giới thiệu đây là một cây cần thăng ha. Phom tàn rất là mịn rồi nha, rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Củ đế là khỏi chê luôn, bích mặt chậu luôn, rất là già. Phối lên tượng Liễu Chí Thông ha. Rồi em xin phép đo kích thước cây này. Chiều cao của nó là 29 ạ. Tán ngang của nó là 48. Chiều cao 29, tán ngang 48. Cây thuần chậu ở trong tượng luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép em đo hoành ha. Hoành cũ của nó là 39 ạ. Thì mã số 21A em xin giao lưu với giá là 1 triệu 8 nha. 1 triệu 8 em bao ship ạ. Mã 21A 1 triệu 8. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 22A ạ. Mã 22A thì em xin giới thiệu là một cây linh sam siêu hoa ha. Cây đường thân lắc ha. Phơm tàn mịn rồi, thuần chậu luôn ạ. Co lắc và rất là già rồi nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép đo kích thước. Chiều cao của nó là 30. Tán ngang của nó là 51 ạ. Rồi em đo hoành thân ha. Hoành thân của nó là 15. Thì mã số 22A này em xin giao lưu với giá là 900 ngàn ạ. 900 ngàn em bao ship cả chậu mã số 22A. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 23A. Mã 23A thì em xin giới thiệu một cây là linh sam siêu hoa luôn ha. Cũng nó luôn. Thì cây này cũng dáng trực, đường thân co lắc ha, phơm tàn mịn rồi, thuần chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép em đo kích thước. Chiều cao của nó là 32. Tán ngang của nó là 42 ạ. Rồi, em đo hoành thân ha. Hoành thân của nó là 20. Thì cây mã số 23A em xin giao lưu với giá là 900 ngàn nha. 900 ngàn em bao ship cả chậu. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 24A ạ. Mã 24A em xin giới thiệu là một cây kim quýt ha. Cây kim quýt rất là già luôn, phơm tàn mịn và thuần chậu. Thì nó vừa cho hoa vừa cho trái, rất là trái nó cũng ăn được luôn nha quý cô chú anh chị.
Thì đợt này em bán, nói chung là những cái cây ở vườn em để cho giá mềm để cô chú anh chị em mình về chơi ha. Cây cả chậu giá bao ship luôn nha. Rồi em xin phép em đo kích thước. Chiều cao của nó là 40. Tán ngang của nó là 51 ạ. Cây rất là già và phơm tàn mịn hết ha, kín cây hết. Đang cho trái lên cây luôn. Hoành thân của nó là 21 ạ. Thì cây mã 24A em xin giao lưu với giá là 900 ngàn nha. 900 ngàn em bao ship ạ. Mã 24A. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 25A. Mã 25A thì cũng là mã cuối cùng của video clip của em ngày hôm nay luôn nha quý cô chú anh chị. Thì đây là một cây mai chiếu thủy lá trung ha. Cây bỏ đế cọng nè. Rõ nét rồi, phơm tàn mịn kín cây hết và cây rất là già luôn, thân chậu. Đây. Rất là già ha. Rồi em xin phép anh đo kích thước cây này luôn ạ. Chiều cao của nó là 33. Tán ngang của nó là 58. Rồi em xin phép em đo hoành cây này ạ. Hoành của nó là 21. Thì mã 25A. Em xin giao lưu với giá là 1 triệu 8 em bao ship cả chậu ạ. 1 triệu 8 nha quý cô chú anh chị. Sẹo thì hầu như nó liền muốn gần hết luôn rồi, không có còn sẹo ha. Rồi thì mã 25A cũng kết thúc video clip của em ngày hôm nay. Thì em cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành nhiều thời gian để xem video clip của em ha. Thì mọi chi tiết thì quý cô chú anh chị cứ liên hệ với em qua Zalo là 0356 731 116 ạ. Rồi em xin cảm ơn quý cô chú anh chị em mình nhiều lắm.